Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hà Nội tổng kiểm tra xe đưa đón học sinh. Anh xác nhận tăng lương tối thiểu toàn quốc. Một góc nhìn với chủ đề: Vì sao Indonesia cấm bán hàng trên mạng xã hội? Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai. Tại hội thảo, nhiều giải pháp khoa học công nghệ được đề xuất ứng dụng vào thực tiễn, quản trị nước và phòng chống thiên tai, đồng thời đưa ra nhiều dự thảo chính sách phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về thực trạng và định hướng giải pháp cho lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở, sạt lở, hệ thống cảnh báo thiên tai trong quản lý rủi ro thiên tai, các giải pháp quản lý thông minh an toàn hồ đập, giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long. Bước vào quý cuối cùng của năm 2023, lãi suất huy động tại phần lớn các ngân hàng đều neo ở mức thấp. Một số vẫn tiếp tục giảm từ 0,15 đến 0,3 điểm phần trăm đối với nhiều kỳ hạn. Có ngân hàng lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 5,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng giảm xuống còn 5,1% một năm. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự Công an thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và chính quyền địa phương tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên toàn bộ thành phố nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sáng nay ngày 3 tháng 10, lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra rà soát 10 xe hợp đồng chở học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Dewey về các điều kiện an toàn kỹ thuật. Nửa tháng vừa qua, chúng tôi đã tiến hành thực tế yêu cầu các cái đơn vị này cung cấp những hồ sơ đối với các người và phương tiện có hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy. Và trong cái công tác rà soát này, chúng tôi đã rà soát 100% đối với trên 200 phương tiện và gần 20 trường có hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn quận. Khi chúng tôi thanh tra kiểm tra, đoàn liên ngành nếu phát hiện thấy vi phạm sẽ lập biên bản ngay tại hiện trường và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Trong năm đầu tiên khi chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi đã xử phạt trên 100 triệu, đình chỉ 37 phương tiện, không được tiến hành hoạt động vận tải đưa đón học sinh nữa cho đến khi chấp hành đúng quy định pháp luật. Nhưng tuy nhiên đến năm thứ hai thì các phương tiện đã chấp hành đúng. Sau các sự cố về xe đưa đón học sinh vừa qua, cùng với việc tăng cường kiểm tra của các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao hơn trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của các lái xe và các đơn vị trường học, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, du khách đến tham quan khu vực Tử Cấm Thành Huế đều ngỡ ngàng với vẻ đẹp của điện kiến trung đang được bàn tay tài hoa của những người thợ khảm sành sứ giỏi nhất đất cố đô phục dựng. Nghệ thuật trang trí sành sứ được xem như chiếc áo choàng rực rỡ, thổi hồn vào ngôi điện mang phong cách kiến trúc Đông Dương độc đáo này, tạo điểm nhấn giữa một không gian cổ kính trầm mặc của cung đình Huế. Nghệ thuật khảm sành sứ được xem là một trong những thành tựu nổi bật của mỹ thuật thời Nguyễn, đỉnh cao ở thời vua Khải Định. Việc phục dựng lại điện kiến trung bên trong Tử Cấm Thành Huế từ một phế tích thực sự là một thách thức không nhỏ đối với những người thợ khảm sành sứ hiện nay. Khi mình tham khảo các mảnh sành sứ ở Thành Sứ và Thủy Tinh Phòng ở Lăng Khải Định, đó, mình mới đặt hàng ở Bắc Tàng để phục hồi cho công trình. Mà mình làm tham gia được một cái công trình đồ sộ lớn như thế này, mình cũng cố gắng nỗ lực để làm cho nó đẹp lên, làm đẹp cho cổ đô Huế mình. Chỉ với hai dụng cụ đơn giản là chiếc kìm bấm và chiếc bay nhỏ, bàn tay cắt tỉa tài hoa của những người thợ đã biến những mảnh sành sứ thô cứng trở nên mềm mại. Có những chi tiết được cắt tỉa tỉ mỉ chỉ vài cm, tạo nên những chi tiết sống động, uyển chuyển và rực rỡ sắc màu. Bây giờ chưa được cái màu mà nguyên bản này, bây giờ mình chưa biết, nhưng mình phải áp dụng theo một kiểu giống như là giống như những cái màu mình không phân biệt được, là mình chụp trong những cái trắng đen thì mình biết những cái màu nào sáng, màu nào tối. Xong rồi mình đưa lên là màu nào sáng, màu nào tối, là mình đưa lên màu sáng, là màu tối. Đó, để xong rồi mình áp dụng thêm những cái của thời cung thời vì cái Lăng Khải Định là với nở giống như là ngũ sắc như vậy kia. Thì mình áp dụng với lại những cái màu đó lại. Màu chủ đạo ở đây là màu sành sứ là có khoảng 12 màu đến 10, thêm thủy tinh thêm 4 màu nữa là 16 màu là chủ đạo.
còn có những cái gam màu, có những cái loại sành sứ mà lạ khác mà mình có nhập về một ít á, thì mình chỉ giảm thôi. Dự án phục hồi và tôn tạo ngôi điện này được khởi công vào năm 2019 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năăm nay. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý, sản lượng dầu tung ra thị trường của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC vẫn tăng trong tháng thứ hai liên tiếp, bất chấp việc Ả Rập Xê Út và một số đối tác khác tuyên bố cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường. Trong tháng 9, OPEC đã xuất khẩu 27,73 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng 120.000 thùng so với tháng 8. Trong báo cáo công bố hồi tháng trước, OPEC cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023 sẽ vượt các mức trước đại dịch COVID-19. Nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, OPEC cộng đã bắt đầu hạn chế nguồn cung từ cuối năm 2022. Ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Anh Jamie Hughes xác nhận mức lương tối thiểu toàn quốc sẽ tăng lên ít nhất 11 bảng Anh, tương đương với 13,42 đô la Mỹ một giờ kể từ tháng 4 năm 2024. Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên Đảng Bảo thủ, Bộ trưởng Hughes cho biết bước đi này sẽ mang lại lợi ích cho 2 triệu người lao động đang hưởng lương thấp nhất. Bên cạnh đó, ông Hughes cũng công bố giới hạn tuyển dụng để hạn chế quy mô công chức. Ông nhấn mạnh giới hạn này được áp dụng đến tháng 4 năm 2025. Chính phủ Anh đặt mục tiêu mức lương tối thiểu trên toàn quốc đạt khoảng 65% mức lương trung bình mỗi giờ vào tháng 10 năm sau. Theo Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia Thái Lan, các trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày cuối tuần qua đã khiến một số tỉnh thành ở miền Bắc và Đông Bắc nước này bị ngập. Theo dự báo, đợt mưa sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 có thể khiến tình hình lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và miền Trung Thái Lan trở nên nghiêm trọng hơn. Cho đến nay, các trận mưa lớn trong những ngày qua đã khiến 19.000 hộ gia đình ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chiều ngày 2 tháng 10, Hội đồng Nobel ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2023. Giải đã thuộc về hai nhà khoa học Kentalin Kairiko, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh, sinh học phân tử người Hungary, và Drew Wiseman, nhà khoa học người Mỹ với công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Được công bố vào năm 2005, khám phá của họ đã mở đường cho sự ra đời của vaccine Pfizer và Moderna khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như HIV, ung thư, tự miễn và bệnh di truyền. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia mới đây đã bất ngờ ra thông báo cấm bán hàng trên mạng xã hội. Quyết định được chính phủ Indonesia đưa ra vào ngày 27 tháng 9 và nhấn mạnh có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài việc cấm kinh doanh trên mạng xã hội, quy định mới cũng yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử ở Indonesia đặt mức giá tối thiểu 100 đô la Mỹ cho một số mặt hàng được mua trực tiếp từ nước ngoài. Tất cả các sản phẩm được cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương. Lý do vì sao Indonesia lại cấm bán hàng trên mạng xã hội? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua một góc nhìn ngày hôm nay. Thị trường Indonesia chịu sự chi phối các công ty công nghệ như Tokopedia của GoTo, Shopee của Sea và gã khổng lồ thương mại điện tử Lazada của Alibaba. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Momentum Watch, các giao dịch thương mại điện tử ở Indonesia lên tới gần 52 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Và trong số đó, 5% diễn ra trên TikTok. Quy tắc mới được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi TikTok cam kết đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Đông Nam Á, phần lớn tại Indonesia, trong vài năm tới nhằm thúc đẩy xây dựng nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Lý do chính mà phía cơ quan quản lý Indonesia đưa ra khi cấm bán hàng trên mạng xã hội là để bảo vệ các nhà bán lẻ truyền thống. Sự bùng nổ của các mạng xã hội và thương mại điện tử đã trở nên quá phổ biến và điều này khiến các cửa hàng truyền thống không có khách. Mặt khác, Bộ Thương mại Indonesia cho rằng, việc những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử thường sử dụng phương pháp định giá, phá giá, tức là đặt giá ở mức rất thấp nhằm loại bỏ sự cạnh tranh. Điều này đang đe dọa đến thị trường trực tiếp của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Quan điểm rõ ràng của Indonesia là mạng xã hội chứ không thể là sàn thương mại điện tử. Tại Indonesia hiện có hai luồng ý kiến xung quanh vấn đề này. Một là ủng hộ, chủ yếu là người bán hàng truyền thống, và lo lắng đối với người kinh doanh nhỏ lẻ không đủ vốn mở cửa hàng mà dựa vào mạng xã hội để buôn bán thì nay có thể mất đi nguồn thu nhập này. Dư luận từ các công ty phát triển mạng xã hội như TikTok, mạng xã hội này có 2 triệu người dùng tại Indonesia sử dụng tính năng TikTok Shop để bán hàng và việc cấm rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn.
Quan điểm của TikTok là việc tách rời mạng xã hội và thương mại điện tử gây phương hại đến đổi mới sáng tạo. Việc cấm cũng gây thiệt hại tới chính người bán hàng và người tiêu dùng Indonesia. Nhiều nhà bán lẻ trên các nền tảng mạng xã hội thì cho rằng chính phủ Indonesia có thể áp các quy định nghiêm ngặt hơn đối với những hàng hóa sản phẩm nhập từ nước ngoài để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, chứ không nên chỉ nhắm vào các nền tảng. Thông tin của Một Góc Nhìn vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.